Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày hôm nay 16 tháng 9 thì đội tuyển Olympic của chúng ta đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị lên đường đến Trung Quốc dự ASEAN 19. Chuyến bay của đội tuyển sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 10 giờ. Dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải, Trung Quốc vào lúc 14 giờ 25 giờ địa phương. Tại đây thì thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển bằng xe buýt do ban tổ chức bố trí để đến Hàng Châu, cách sân bay Phố Đông, Thượng Hải khoảng 180 km. Tại Hàng Châu thì đội sẽ có quỹ thời gian là 3 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận giao quân gặp Mông Cổ ngày 19 tháng 9 trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam tại ASEAN. Tiếp đến, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Iran ngày 21 tháng 9 vào lúc 18:30 và đến ngày 24 tháng 9, một ngày sau lễ khai mạc ASEAN, đội Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Ả Rập Xê Út trong trận đấu cuối cùng của bảng B vào lúc 18:30. Tất cả những trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam đều diễn ra tại sân Liping Sports Central. Ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định là ông không đưa ra mục tiêu nào cụ thể nhằm giúp học trò tránh áp lực. 5 năm qua thì mọi thứ đã thay đổi, đội hình đã khác, mục tiêu chiến lược cũng đã thấy rõ. Tất cả các giải đấu như là U23 Đông Nam Á, ASEAN đều nằm trong mục tiêu phát triển cầu thủ. Đây là sân chơi cho họ. Thành tích thì ai cũng muốn và cá nhân tôi thì cũng muốn, nhưng đó không phải là cốt lõi trong đợt tập trung lần này. Về phía đối thủ của chúng ta thì đặc biệt là U23 Iran mới đây đến với ASEAN 2023 mà chưa chắc là có đội hình ưng ý nhất. Cụ thể là sau khi không vượt qua được vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Iran đứng trước sức ép là phải có thành tích tốt tại ASEAN. Huấn luyện viên Reza đã thực hiện một cuộc thay đổi toàn diện khi chỉ giữ lại đúng 6 cầu thủ từng đá ở vòng loại và triệu tập đến tận 16 cầu thủ mới. Về lý thuyết thì đội hình U23 Iran dự ASEAN sẽ dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như là chuyên nghiệp hơn tập thể vừa bị loại cách đây ít ngày. Nhưng ở chiều ngược lại thì theo thông tin từ trang Tabnat của Iran thì mọi thứ đang trở nên rắc rối với đoàn quân của huấn luyện viên Reza. Cụ thể trang báo này thông tin, huấn luyện viên Reza chỉ có trong tay 17 cầu thủ trong chuyến bay đầu tiên đến Trung Quốc. Điều kỳ lạ hơn là U23 Iran chưa hề có buổi tập nào chính thức trước khi lên đường và tất nhiên là cũng chưa có trận giao hữu nào. Kế hoạch ban đầu của ông Reza là triệu tập một đội hình trên nền tảng đội hình U23 Iran dự vòng loại châu Á để thi đấu ở ASEAN. Nhưng trước sự kinh ngạc của người hâm mộ, U23 Iran đã không vượt qua nổi vòng loại. Việc bị loại sớm khiến cho ông Reza chuẩn bị cho ASEAN với một tinh thần là tương đối sa sút. Nhà cầm quân này có thể mất việc sau giải đấu bởi Iran năm sau là không có lịch thi đấu ở giải châu Á cũng như Olympic. Trong khi đó thì một loạt cầu thủ mà ông Reza muốn triệu tập đã không thể lên chuyến bay cùng toàn đội sang Trung Quốc. Ali Reza, Batba gặp trục trặc về giấy tờ và vẫn đang trong quá trình xử lý. Trong khi đó thì Salmani và Omri chưa được câu lạc bộ cấp phép do tham dự ASEAN không nằm trong lịch của FIFA. Câu lạc bộ Zob Ahan cũng lên tiếng phản đối việc U23 Iran triệu tập cầu thủ Iosefi. Giới chuyên môn thì nhận định là U23 Iran vẫn có thể vượt qua vòng bảng ASEAN với đội hình hiện tại. Tuy nhiên thì nếu muốn tiến xa và lọt vào nhóm tranh chấp huy chương thì ông Reza sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Các bạn thân mến, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam có bệ phóng thuận lợi để khẳng định sức mạnh tại sân chơi ASEAN thì đội tuyển U23 Việt Nam lại dự giải với tâm thế là cọ sát, nhưng không vì thế mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá thấp. Tại sân chơi ASEAN từng không phải là đất lành cho bóng đá Việt Nam khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều sớm bị loại trong giai đoạn 1998 đến 2006 và phải đến ASEAN 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc thì đội tuyển Olympic Việt Nam mới lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng. Thầy trò ông Calisto bất ngờ thắng U23 Bahrain ở trận giao quân, sau đó thua U23 Turkmenistan và U23 Iran nhưng vẫn giành vé vào vòng 16 đội. Tại đây thì U23 Việt Nam không thể vượt qua được U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng đây vẫn là màn thể hiện đáng khích lệ, đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. 4 năm sau ở ASEAN 2014 ở Incheon, Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam gây sốc cho cả làng bóng đá châu Á khi thắng đậm U23 Iran 4-1. Sau đó thắng tiếp U23 Kyrgyzstan để lọt đến vòng 16 đội với ngôi đầu đầy thuyết phục. Đáng tiếc là ở vòng 16 đội, thầy trò ông Toshiya Miura lại thua đội U23 UAE 1-3 trong trận đấu mà chúng ta phung phí nhiều cơ hội. Đến ASEAN 18, U23 Việt Nam có cú chuyển mình ngoạn mục khi thắng nhiều đội mạnh như là Nhật Bản, Bahrain, Syria và lọt vào tứ kết. Đội sau đó chỉ dừng bước trước U23 Hàn Quốc của siêu sao Son Heung-min
và đứng thẳng tư chung cuộc. Như thường lệ thì đội tuyển nữ Việt Nam thường là vẫn đi trước các đồng nghiệp nam với lần đầu có mặt ở bán kết ASEAN 2014. Đến ASEAN 2018, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung lại thua tiếc nuối trên chấm luân lưu trước Đài Loan. Hiện tại thì ngưỡng cửa bán kết vẫn là giới hạn tối đa của cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam của chúng ta ở đấu trường ASEAN. Ở ASEAN năm nay thì đội tuyển nữ rơi bảng đấu có Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Ông Mai Đức Chung nhắm đến mục tiêu là vượt qua vòng bảng, đứng một trong hai vị trí đầu bảng trước khi nhắm đến vòng tứ kết. Vừa dự World Cup 2023 nhưng đội tuyển nữ vẫn còn nhiều điểm yếu và lại đang trong giai đoạn trẻ hóa nên sẽ rất phải nỗ lực mới có thể đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Trong khi đó, đội tuyển nam, tức là đội Olympic Việt Nam, rơi bảng khó khăn hơn với đương kim vô địch Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu đầy sức nặng với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn, nhưng với tâm thế thoải mái, nhóm cầu thủ dự kiến nòng cốt là U20 hiện đang tiến bộ. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đang muốn tạo cú hích để cho nền bóng đá Việt Nam hướng ra châu lục, thậm chí là dám nhắm mục tiêu cao là Olympic. Việc phù thủy trắng trao đội tuyển U23 cho ông Hoàng Anh Tuấn là sự gửi gắm tín nhiệm cho nhà cầm quân từng đưa Việt Nam đến với U20 World Cup năm 2017. Cuộc cách mạng của ông Philippe Chaussier vẫn đang diễn ra cả bề rộng lẫn bề sâu. Phối hợp chặt chẽ với ông Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi trực tiếp bộ mặt và cách vận hành của đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23. U20 Việt Nam thậm chí đã phủ đến những cầu thủ chỉ mới 17-18 tuổi như đã diễn ra ở giải U23 Đông Nam Á. ASEAN ở Hàng Châu Trung Quốc sẽ là bước đệm để cho những tài năng ở lứa U20 có những trải nghiệm quý giá, trưởng thành nhanh hơn nữa để đóng vai trò ngày càng then chốt hơn trong màu áo đội tuyển U23 tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar cũng như là vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, như đã nói ở trên thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đến ASEAN 19 với sự chuẩn bị trẻ hóa mạnh mẽ, tươi mới hơn. Mới đây thì chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương đưa ra nhận định: sau World Cup 2023 ở Úc và New Zealand, bóng đá nữ đã bắt đầu bước vào chu kỳ chuyển hóa lực lượng. Do đó là tại ASEAN tới đây thì ngoài thành tích tốt, còn phải tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển nữ. Còn với bóng đá nam, đội tuyển Olympic thực tế là tập thể vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2023 vắng một số gương mặt như là Minh Quang vì quy định đăng ký sớm. Nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là đào tạo cầu thủ trẻ hướng đến tương lai. Nếu đúng năng lực, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vượt qua được vòng bảng. Nhưng về cơ bản, chúng ta sẽ xem ASEAN như là bước đệm để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tranh vé dự Olympic nếu có thể và xa hơn là vòng loại World Cup 2026. Nhìn rộng ra thì đối với cả bóng đá nam và bóng đá nữ thì ASEAN từ mục tiêu quá tầm, học hỏi đã trở thành bước đệm để phát triển cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Để tranh huy chương ngay ở ASEAN thì chưa thể, nhưng cả hai đội tuyển nam và nữ đều có cơ hội vượt qua vòng bảng. Song song với đó là mượn đấu trường này để rèn luyện các cầu thủ theo các chiến lược dài hơn. Nói một cách khác, bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng chờ thời cơ để khẳng định sự vươn mình ở những đấu trường như là ASEAN. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.